Nga tung đòn đánh lớn vào Ukraine trước ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. 2/3 lãnh thổ Ukraine bao trùm trong tiếng báo động không kích. Tướng Ukraine thị sát tiền tuyến, nêu bật mục tiêu của Nga ở thành phố miền đông Bakhmut. Cũng ở châu Âu, Slovakia sẽ có chính phủ kỹ trị tạm thời sau ngày 14 tháng 5. Đến Iraq, tham quan lớp học thư pháp tiếng Ả Rập. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8 tháng 5, Nga đã phát động làn sóng tấn công quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev và những vùng khác khắp Ukraine, gieo rắc sự hoảng sợ trong bối cảnh Moscow chuẩn bị kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Cảnh báo không kích đã được kích hoạt trong nhiều giờ ở 2/3 lãnh thổ Ukraine. Thị trưởng thủ đô Kiev Vitaly Klitschko trong một bài đăng trên Telegram cho biết có ít nhất 5 người đã bị thương sau đợt tấn công của Nga vào quận Slomiansky và Syatosin của thành phố. Cơ quan quản lý dân sự Kiev cũng đã ghi nhận một số mảnh vỡ máy bay không người lái trên đường băng của sân bay Giuliani, một trong hai sân bay dân sự ở thủ đô Kiev, song không có thiệt hại. Tại quận trung tâm Shevchenkivsky, các mảnh vỡ máy bay không người lái rơi trúng một tòa nhà 2 tầng, khiến công trình này hư hại nhưng không gây thương vong. Các nhân chứng nói với Reuters, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ vang lên ở thủ đô. Trong khi đó, các quan chức địa phương cho biết cuộc tấn công đã bị hệ thống phòng không đẩy lùi. Hiện chưa rõ có bao nhiêu máy bay không người lái được phóng đi tấn công Kiev. Ở miền Nam, tiếng nổ lớn đã xảy ra trong đêm tại thành phố cảng Odessa thuộc tỉnh cùng tên. Ông Serhii Brachuk, phát ngôn viên của chính quyền quân sự khu vực cho biết trên Telegram, tên lửa Nga đã đánh trúng, nhấn chìm một kho thực phẩm trong biển lửa. Tại tỉnh Mykolaiv lân cận, tỉnh trưởng Vitaly Kim cho biết các máy bay ném bom tầm xa của Nga đã tấn công khu vực phía nam tỉnh này bằng 5 tên lửa hành trình KH-22. Các vụ nổ cũng được báo cáo ở khu vực phía nam Kherson và vùng Zaporizhia, miền đông Ukraine. Ông Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhia cho biết, các lực lượng Nga đã tấn công một nhà kho và một căn cứ của quân đội Ukraine ở Orikhiv, một thành phố nhỏ trong khu vực. Ở miền bắc Ukraine, chính quyền quân sự tỉnh Sumy cho biết, lực lượng Nga đã nã pháo vào 8 địa điểm ở vùng này. Trong suốt 2 tuần qua, các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, đặc biệt là bán đảo Crimea, cũng liên tục bị tấn công. Ukraine không bình luận về các cuộc không kích này, nhưng nói rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng của đối phương là một trong những bước chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới. Đại tá Oleksandr Sisky, tư lệnh lục quân Ukraine cho biết Nga đang tăng cường pháo kích vào Bakhmut, tỉnh miền đông Donetsk, với hy vọng chiếm được thành phố này trước ngày 9 tháng 5. Vị tướng lĩnh khẳng định sẽ làm mọi cách để ngăn chặn điều này. Theo ông Sisky, các lực lượng Nga đã gia tăng sử dụng vũ khí hạng nặng để tấn công Bakhmut, đồng thời bắt đầu đưa các thiết bị tiên tiến hơn vào chiến đấu và đang tập hợp lại quân. Điều quan trọng hiện nay là phải đưa ra phản ứng càng nhanh càng tốt và có những phán đoán chính xác về hành động của đối phương. Đại tá Sirusky nêu rõ trong một bài đăng trên Telegram sau chuyến thăm các binh sĩ dọc tiền tuyến Bakhmut. Đồng thời, ông nhấn mạnh, người Nga vẫn nuôi hy vọng sẽ chiếm được thành phố trước ngày 9 tháng 5. Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn điều đó. Hiện Moscow chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, vào cùng ngày, lãnh đạo Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đã phát đi tín hiệu rằng Wagner sẽ không rút lui khỏi Bakhmut. Ông cho biết giới chức Nga đã hứa cung cấp tất cả vũ khí cần thiết để họ tiếp tục chiến dịch ở thành phố miền đông Ukraine. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các đơn vị của họ vừa chiếm giữ thêm 2 khu phố ở phía Tây Bắc và phía Tây Bakhmut. Ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 là một ngày lễ lớn ở Nga. Hàng năm, Nga đều kỷ niệm ngày này bằng các cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow và nhiều thành phố khác trên khắp đất nước. Dịp lễ năm nay diễn ra trong bối cảnh lo ngại an ninh bao trùm toàn nước Nga sau hàng loạt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng mà Moscow cáo buộc do Kiev thực hiện. Trong một cuộc họp báo hôm 7 tháng 5, người đứng đầu Cục Tình báo Ukraine, ông Andriy Usov cho biết Moscow có thể sẽ giả dựng các cuộc tấn công nhằm vào người dân Nga và Belarus vào ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, mục đích là nhằm đẩy chính quyền Minsk vào cuộc chiến. Vị quan chức đồng thời khẳng định cả Ukraine và phần còn lại của thế giới sẽ không bị qua mặt bởi màn trình diễn như vậy. Nga gần đây đã cáo buộc Ukraine thực hiện âm mưu ám sát Tổng thống Vladimir Putin theo lệnh Mỹ sau khi 2 máy bay không người lái phát nổ ngay trên điện Kremlin. Kiev đã phủ nhận cáo buộc trên, cũng như không nhận trách nhiệm các cuộc tấn công khác xảy ra ở khu vực biên giới Nga và những nơi sâu bên trong nước Nga.
Tổng thống Slovakia Zuzana Čaputová mới đây đã bổ nhiệm Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ľudovít Ódo để lãnh đạo chính phủ kỹ trị tạm thời sau khi Thủ tướng tạm quyền Eduard Heger từ chức hôm 7 tháng 5. Theo đó, chính phủ lâm thời mới sẽ được công bố trước ngày 14 tháng 5 và được duy trì đến khi cuộc bầu cử sớm diễn ra vào ngày 30 tháng 9. Đây sẽ là chính phủ thứ ba kể từ khi Slovakia tiến hành cuộc bầu cử quốc hội gần nhất vào cuối tháng 2 năm 2020. Ngoài ông Ódo, Tổng thống Čaputová không công bố cụ thể các thành viên khác trong chính phủ tiếp theo. Slovakia, một thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, đã trải qua nhiều tháng khủng hoảng chính trị trong bối cảnh lạm phát gia tăng và cuộc xung đột ở quốc gia láng giềng Ukraine tiếp diễn. Tháng 9 năm ngoái, Liên minh Trung hữu của ông Heger mất thế đa số sau khi đảng SAS theo chủ nghĩa tự do rút lui do không hài lòng với các nỗ lực của chính phủ trong việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng và lương thực tăng vọt. Trong tuần trước, hàng loạt thành viên trong chính phủ của ông Heger đã từ chức. Reuters dẫn kết quả thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng SD của cựu thủ tướng Fico đang dẫn đầu tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Khác với chính phủ của cựu thủ tướng Heger, đảng SD phản đối việc viện trợ vũ khí cho Ukraine. Slovakia là một trong những nước dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Kiev kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Tháng trước, nước này đã chuyển giao cho Ukraine phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô. Chương trình Lương thực Thế giới WFP sẽ tạm dừng viện trợ lương thực cho hơn 200.000 người Palestine kể từ tháng tới do ngân sách bị thiếu hụt trầm trọng. Thông tin này được một quan chức cấp cao phụ trách các vùng lãnh thổ Palestine cho biết hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 5. Nói với Reuters qua điện thoại từ Jerusalem, ông Shamer Abdel Jaber, giám đốc quốc gia của WFP cho biết do thiếu hụt kinh phí trầm trọng, WFP buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn để kéo dài nguồn lực hạn chế. Từ tháng 6 trở đi, WFP sẽ phải bắt đầu tạm dừng hỗ trợ cho hơn 200.000 người, chiếm 60% tổng số người được hỗ trợ ở thời điểm hiện tại. Bị ảnh hưởng nhiều nhất là các gia đình ở Gaza và ở bờ Tây. Trong đó, dải Gaza là nơi có tình trạng mất an ninh lương thực và nạn nghèo đói ở mức cao nhất. Chương trình này cung cấp cho những người Palestine nghèo khó phiếu mua hàng theo tháng với giá trị 10,30 đô la Mỹ một người và giỏ thực phẩm. Cả hai chương trình này đều sẽ bị ảnh hưởng. Theo hồ sơ ghi nhận của Palestine và Liên Hợp Quốc, thì kể từ năm 2007, Gaza được đặt dưới sự quản lý của nhóm Hồi giáo Hamas. Đây là nơi sinh sống của 2,3 triệu người, trong đó 45% thất nghiệp và 80% phải phụ thuộc vào viện trợ quốc tế. Viện dẫn những lo ngại về an ninh đối với nhóm Hamas, Israel cùng với Ai Cập đã phong tỏa vùng đất này bằng cách hạn chế việc đi lại của người dân và sự lưu chuyển hàng hóa trong nhiều năm. Ông Abdel Jaber cho biết chương trình này sẽ tiếp tục viện trợ cho 140.000 người dân ở Gaza và bờ Tây. Ông cũng cho biết thêm, quyết định đình chỉ được đưa ra để cứu vãn những người nghèo nhất trong số những người không đủ tiền mua thực phẩm. Ông cho biết, trừ khi được tài trợ, WFP sẽ buộc phải tạm dừng hoàn toàn hỗ trợ lương thực và tiền mặt trước tháng 8. Hàng chục người dân Palestine đã tụ tập phản đối quyết định này ngay bên ngoài văn phòng của WFP ở Gaza. Ông Fajar al-Masri, cha hai đứa con, nhận được phiếu mua hàng trị giá 41,2 đô la Mỹ mỗi tháng. Ông cho biết, phiếu mua hàng chính là cuộc sống của chúng tôi. Thông báo của họ chẳng khác nào án tử vì chúng tôi không có nguồn thu nhập nào khác. Tại Jabalia, phía bắc dải Gaza, cô Jamalas and Dabo nhận được phiếu mua hàng trị giá 164,8 đô la mỗi tháng cho cả gia đình. Cô cho biết cả nhà cô sẽ chết đói vì chồng cô bị ốm và đang thất nghiệp. Các khóa học thư pháp tiếng Ả Rập giảng dạy về nghệ thuật viết chữ và giúp cải thiện chữ viết tay trong thời đại kỹ thuật số. Các khóa học này đã thu hút các học sinh, sinh viên và những người yêu thích bộ môn này tại thành phố Basra, phía nam Iraq. Tại sao chúng ta học? Để khẳng định bản sắc, di sản văn hóa và nghệ thuật của chúng ta. Chuyên gia thư pháp tiếng Ả Rập, ông Khoury al-Arjawi đã cho biết như thế khi ông đang ngồi giữa một nhóm học viên tham gia khoa học của mình. Hơn một năm nay, ông Arjawi đã mở các lớp học miễn phí cho những ai muốn học các kiểu thư pháp khác nhau hoặc chỉ để cải thiện chữ viết tay của họ trong thời đại kỹ thuật số. Ông Arjawi nói, thật không may trong xã hội của chúng ta, chữ viết tay rất kém. Ông cho biết điều này cũng ảnh hưởng đến điểm số của học sinh ở trường. Một trong những người tham gia khóa học, anh Alda Nahi cho biết anh ấy bắt đầu thực hành với chữ thư pháp Rukhwa, mà theo anh, loại thư pháp này phù hợp với người mới bắt đầu. Anh nói, các cách viết khác khó nên học phải mất nhiều thời gian hơn. Theo thông tin được đăng tải trên trang web của UNESCO, thì vào năm 2021,
tổ chức này đã bổ sung thư pháp tiếng Ả Rập, một truyền thống quan trọng trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo, vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Cũng theo thông tin từ trang web này, thư pháp Ả Rập là nghệ thuật viết tay chữ Ả Rập một cách uyển chuyển để biểu đạt sự hài hòa, thanh thoát và tính thẩm mỹ. Sự uyển chuyển của chữ viết Ả Rập mang lại khả năng thay đổi vô tận ngay cả trong một từ đơn lẻ. Lý do là vì các chữ cái trong tiếng Ả Rập có thể được kéo dài và biến đổi theo nhiều cách để tạo ra các hình dáng khác nhau.